Số 1. Tôi đã thấy hồn ma trong bệnh viện. Đoạn video rùng rợn này được chia sẻ bởi một người dân sống tại Mỹ. Người đàn ông này, sau khi tìm được một số thông tin về một bệnh viện cũ bị bỏ hoang gần nơi anh ta sinh sống, vì tính tò mò nên anh ta đã quyết định một mình giữa đêm khuya đi đến để xem bên trong bệnh viện đó có những gì. Mặc cho những lời khuyên từ gia đình và bạn bè của mình, họ đã cảnh báo anh ta rằng bệnh viện này là một nơi vô cùng bí ẩn, với những bệnh nhân đã qua đời mà không thể nào tìm được nguyên nhân. Một số bác sĩ ở bệnh viện đó kể lại rằng những bệnh nhân của họ thường có những biểu hiện rất đáng sợ trước khi không qua khỏi. Bỏ qua tất cả lời cảnh báo và những câu chuyện tâm linh đáng sợ, người đàn ông đã quyết định một mình đi đến bệnh viện mà anh ta không hề biết rằng đây là đêm ám ảnh nhất trong cuộc đời của anh ta. Ada suara ketikan, Cok. Kayak ada suara ketikan, cuy. Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Như các bạn có thể thấy, sau khi người đàn ông đi đến bệnh viện bỏ hoang, anh ta đã dùng một chiếc camera để ghi lại tất cả mọi hoạt động bên trong bệnh viện này, và người đàn ông đã thật sự bị sốc khi anh ta đã bắt gặp một nhân vật vô cùng đáng sợ với khuôn mặt có đầy vết thương. Theo các bạn, thì nhân vật đáng sợ vừa xuất hiện trong video có phải là một vong hồn của những bệnh nhân đã qua đời trước kia hay không? Nhớ cho mình biết suy nghĩ của các bạn bên dưới nhé! Số 2. Đó là đầu của ai? Một người đàn ông có tên Dennis đã từng chia sẻ một đoạn video vô cùng đáng sợ về một lần anh ta đi đến một căn nhà bỏ hoang vô cùng bí ẩn. Dennis cho biết rằng bên trong căn nhà bỏ hoang này đang có một hồn ma treo cổ trú ngụ, và hôm nay anh đến đây là để tìm hiểu sâu hơn về những câu chuyện có liên quan đến hồn ma bí ẩn đó. Sau khi đến nơi, Dennis dùng một chiếc camera và cố gắng tìm mọi cách để kết nối với hồn ma này. Tuy nhiên, trong lúc lục tìm mọi thứ xung quanh, Dennis đã vô tình bắt gặp một hoạt động vô cùng đáng sợ xảy ra gần đó. Như các bạn có thể thấy, đó dường như là một cái đầu đang bị treo lơ lửng trên trần nhà. Nó trông thật sự quái dị và khiến mình lạnh cả sống lưng. Mình nghĩ đây có lẽ là vong hồn của ai đó đã qua đời ở căn nhà hoang bí ẩn này. Còn bạn nghĩ sao về cái đầu bị treo trên trần nhà đó? Đừng quên chia sẻ cho mình biết về ý kiến của các bạn ở bên dưới nhé. Xin cảm ơn. Số 3. Hồn ma của quá phụ trẻ.
Một người đàn ông có tên Thiago cùng với một người phụ nữ đã đi đến một thị trấn nhỏ ở Brazil để điều tra về sự mất tích bí ẩn của một quả phụ trẻ tuổi. Câu chuyện bắt đầu xảy ra cách đây vài tháng trước. Người dân ở thị trấn này đã chứng kiến một câu chuyện vô cùng rùng rợn. Đó là một quả phụ trẻ tuổi đã tự ra tay kết liễu cuộc đời của mình bên trong một căn nhà hoang nằm ở đâu đó trong thị trấn bí ẩn này. Mọi thứ không dừng lại ở đó khi có một số người đã cho rằng mình thường xuyên nhìn thấy một bóng người rất đáng sợ đang bị treo lơ lửng trên trần nhà. Điều kỳ lạ nhất trong câu chuyện này là dường như xác của quả phụ trẻ đã biến mất một cách bí ẩn. Từ đó cũng khiến cho người ta có nhiều suy nghĩ là quả phụ đó đã qua đời hay đã bị một thế lực bí ẩn nào đó giấu sâu trong những căn nhà hoang. Mời các bạn cùng mình theo dõi video sau đây để cùng xem Thiago sẽ điều tra được những gì. Viu ventando demais, cara. Thiago, vamos entrar em silêncio. Ui, olha o mato. Passa uma rodovia aqui, ó. Meu Deus! Eu vi um negócio ali no chão. O quê? Lumiano. Não sei se era bicho. Oi? Freira? Essa roupa aqui é sua? Thiago! Meu Deus! Ai, meu Deus! Misericórdia, Senhor! Ai, misericórdia! Ai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Đầu tiên, các bạn có thể nghe thấy một tiếng hét kỳ lạ đến rợn người. Không dừng lại ở đó, khi Thiago và cô gái trẻ đang kiểm tra mọi thứ xung quanh, thì vô tình, họ đã bắt gặp một bóng người với mái tóc xõa và khuôn mặt trông vô cùng quái dị đang hiện diện trên nóc của căn nhà. Thiago và cô gái trẻ đã thật sự bị sốc và rời khỏi đó ngay lập tức. Theo bạn, thì bóng người bí ẩn trong video có phải là hình dáng của quả phụ trẻ đã xuất hiện hay không? Đừng quên cho mình biết ý kiến của bạn ở bên dưới phần bình luận nhé. Essa roupa aqui é sua? Thiago! Meu Deus! Ai meu Deus, misericórdia, Senhor! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.